Em gửi anh Giai nhá. Đây, anh không muốn cây bé thì đây em chụp những cây to nhà em, thì nhà em giờ chỉ còn có 3 cây thôi anh ạ. Thì đây em sẽ quay cho cả 3 cây cho anh chọn, thì anh thích cây nào thì em lấy cho anh cây đấy thôi. Đây là cây đầu tiên anh nhá. Tán lá rất là tròn và đẹp. Đây, gốc của nó đây. Em có thấy gốc rất là to, thoát thân được hơn 20 phân, gốc đường kính 4-5, rất là to này. Các cây đều cao 1m2 anh ạ. Cây đầu tiên này nhé. Đây là cây thứ hai này, rất là đẹp. Tán của nó được tầm 80 anh ạ. Cái gốc cho anh xem. Gốc của cây này nộ thân thì được tầm 3 năm rồi. Gốc rất bự. Gốc cũng to xem gốc kia. Đường kính tầm 4-5. Đây cây thứ 3. Cây này thì nộ thân được 30. Cái này thì không ôm như hai cây kia, cao xem nhau. Cái này không ôm bằng. Thế nhá.